Đây là file của con quốc biển hay còn gọi là quốc móc, quốc đen. Cái con trên màn hình đó anh em, còn một số nơi còn gọi là chích ré. Thì đây là file mới nhất của 2019 để anh em đánh tháng 8 di cư chim đêm này nha anh em. Mấy anh em nào năm trước lấy tiếng Bình Thuận thì năm nay thì liên hệ với Thuận để được cung cấp file mới để anh em đi đánh được tự tin hơn và được nhiều hiệu quả và kinh tế hơn. Thì đây chỉ là một bản được cắt ra trong một cái bản tiếng chim đầy đủ và bị chèn nhạc vô. Nếu anh em mà mua thì sẽ được bản không chèn nhạc và bản đầy đủ nha anh em. Anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn cũng như cung cấp và chia sẻ kinh nghiệm thêm cho anh em. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn. Thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Tiếp những video tiếp theo hay hơn và mới hơn.